sực lửa. Tất Thành Cang bột miệng nói vui, Bộ Công an lập tức sờ gáy Lê Thành Hải. Ăn chót lọt 12.000 tỷ dự án Thủ Thiêm, cụ tổng nổi đóa đốn hết củi và lò. Quá kịch tính và bất ngờ về lời khai phiên xử ông Tất Thành Cang đang làm dư luận cả nước dậy sóng. Chỉ vì một câu nói vô ý trước tòa lại làm cho nhiều quan chức xài thành, lạnh toát mồ hôi, đứng ngồi không yên. Đến bây giờ nhiều người vẫn thắc mắc tại sao khai trừ đảng rồi nhưng phải đợi đến tận gần 2 năm sau mới để Bộ Công an bắt. Lẽ nào bên trong nội bộ chưa thu xếp ổn thỏa và còn nhiều ô dù chưa kịp hạ cánh nên phải nán lại thêm vài năm. Còn nhớ ngày 17 tháng 10, ông Tất Thành Cang và 8 bị cáo khác trong vụ bán rẻ dự án Phước Kiện, huyện Nhà Bè được nói lời sau cùng. Đứng trong vành móng ngựa nói những lời vô cùng cảm động, vậy mà ông Tất Thành Cang lại buông vài câu nói khiến dư luận ngán ngẩm về bài học đơn thuở. Cảm ơn hội đồng xét xử đã điều hành phiên tòa một cách dân chủ, ông cũng thừa nhận trách nhiệm nhưng lại phân trần, nào là trình bày bản thân quá trình hoạt động cách mạng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, gia đình có truyền thống ba đời cách mạng, vẫn cái chiêu trò lấy công trục tội, muốn khẳng định bản thân không phản bội lý tưởng của Đảng. Ông cho rằng quá trình công tác, lãnh đạo luôn luôn vì lợi ích chung của thành phố. Vậy tại sao lại vi phạm trong dự án bốn tuyến đường ở Thủ Thiêm với tổng mức đầu tư từ 12.000 tỷ đồng? Sau đó, ông Cang nhất quyết khẳng định là không hề vì mục đích và động cơ cá nhân nào. Dường như khi đứng trước còng số 8, quan chức cao cấp nào cũng nói y như vậy. Và tuyệt chiêu này cũng chỉ vì mục đích là xin hội đồng xét xử một cách công tâm và khách quan để ra bản án khoan hồng nhất đối với bị cáo. Sau đó là một màn rầm rầm nước mắt, rồi lại khăn mũi xịt xoạt khóc như là ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã từng làm. Đồng thời xin lỗi Đảng với Chính phủ, xin lỗi gia đình, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Nhìn thì ai cũng thấy ông Tất Thành Cang rất khéo léo trong việc bọc lót cho bản thân, bởi vì người đốt lò vẫn chưa thể sờ được ông Lê Thanh Hải. Tờ báo Thanh Niên với tựa ông Lê Thanh Hải chỉ bị cách chức nguyên bí thư thành ủy là Trương Nghiêm Minh quyết liệt đã chứng minh điều đó đang đến gần. Người ta nói ông Tất Thành Cang đã được ông Hải dìu sắt đi lên từ chức phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn cách ông Cang trình bày trước tòa án, người ta tưởng nhầm rằng ông sống bằng tình cảm, bằng cảm xúc. Người giới quan sát lại đánh giá ông làm chính trị rất lão luyện, biết dùng tiền để lên chức lên quyền và dùng chức để hái ra tiền. Vậy nên chẳng quan tâm đến việc học hành gì nhiều mà sự nghiệp chính trị vẫn thăng hoa, như diều gặp gió, ngày càng giàu có. Việc bà Trương Mỹ Lan của Vạn Thịnh Phát bị khởi tố và bắt giam càng chứng minh khả năng cao là người đốt lò lại truy ra củi chúa phía sau của ông Tất Thành Cang trong nay mai. Bởi lẽ ông đã vi phạm nhiều dự án dung chuyển cả đất Sài Gòn, nhân dân đã thi nhau viết đơn gửi đến Bộ Công an. Lò Tổng Trọng thì vẫn đang hưng hực chào đón củi mới. Liệu thế lực quan chức xài thành có hạ cánh an toàn hay không? Hãy cùng chúng tôi làm rõ ngay thôi. Thưa quý vị, ông Tất Thành Cang cùng với vai trò là phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã làm sai quy định trong nhiều vụ việc dẫn đến việc bị cách chức ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, phó bí thư thường trực thành ủy thành phố. Mới đây, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ bán rẻ dự án Phước Kiện và khu dân cư ven sông do có 9 trên 10 bị cáo kháng cáo và có kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Riêng ông Tất Thành Cang không kháng cáo. Trong số 2 trên 3 luật sư của bị cáo Phan Thanh Tân, cựu phó chánh văn phòng thành ủy thành phố Hồ Chí Minh có đơn xin hoãn phiên tòa. Bị cáo này cũng không chấp nhận luật sư chỉ định. Tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng vụ này Viện Kiểm sát cũng có kháng nghị, do đó việc vắng mặt rất nhiều người tham gia tố tụng có thể ảnh hưởng đến việc xét xử cũng như quyền lợi của nhiều người nên đề nghị hoãn phiên tòa. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, thời gian mở lại phiên tòa sẽ được hội đồng xét xử thông báo sau. Trước đó, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, ông Tất Thành Cang có vi phạm trong việc ký quyết định phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng một tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Những sai phạm này, ông Cang phạm phải khi còn làm giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Theo quyết định phê duyệt dự án, bốn tuyến đường chính trong khu đô thị Thủ Thiêm có tổng chiều dài gần 12 km, có tổng mức đầu tư 12.182 tỷ đồng, bao gồm cả chi phí dự phòng và chi phí lãi vay. Quyết định phê duyệt dự án căn cứ thông tư 04 năm 2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Trong quyết định phê duyệt dự án, phần chi phí dự phòng có thêm mục dự phòng do thay đổi mức lương và bù giá nhiên liệu chiếm 634 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư. Đây là phần chi phí được đưa vào sai quy định của thông tư trên. Ngoài ra, quyết định còn đưa vào tổng mức đầu tư một số chi phí khác không phù hợp với quy định pháp luật, tính toán khối lượng một số hạng mục công việc không đúng quy định, làm tăng tổng mức đầu tư của dự án hàng chục tỷ đồng. Theo quy định, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ được phê duyệt đầu tư các dự án BT có tổng mức đầu tư dưới 1.500 tỷ đồng. Ông Tất Thành Cang thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt dự án 4 tuyến đường chính ở khu đô thị mới Thủ Thiêm có tổng mức đầu tư trên 12.000 tỷ
là không đúng thẩm quyền. Ông Tất Thành Cang với tư cách là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp nhận chủ trương cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận IPC bán cổ phần tại công ty con Sadeco. Tuy nhiên, việc bán cổ phần này sai so với đề án tái cơ cấu của IPC, sai quy định pháp luật và gây thiệt hại cho công ty Sadeco ít nhất 153 tỷ đồng. Theo đề án tái cơ cấu thì IPC không cần giảm thêm tỷ lệ sở hữu tại công ty Sadeco. Quá trình thanh tra cho thấy, IPC trình Ủy ban Nhân dân thành phố phương án tăng vốn điều lệ, giảm tỷ lệ sở hữu, sai với đề án tái cơ cấu, nhưng lại được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang chấp thuận chủ trương phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược, tăng vốn điều lệ tại Sadeco. Cổ đông chiến lược được chọn là công ty Nguyễn Kim với giá bán cổ phần thấp hơn giá thị trường 17.000 đồng một cổ phần. Việc phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược trên sai quy định vì việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu không thông qua đấu giá công khai. Giá cổ phần cũng không được thẩm định hợp pháp. Ngoài ra, trong vụ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận, một công ty thuộc sở hữu của Đảng bộ thành phố, chuyển nhượng hơn 32 hectare đất tại xã Phước Kiện, huyện Nhà Bè cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Theo quy định, chủ trương chuyển nhượng phải được Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định, nhưng ông Tất Thành Cang đã tự quyết, chấp thuận cho Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc công ty Tân Thuận quyết định và chịu trách nhiệm việc chuyển nhượng này. Việc này đã dẫn đến hậu quả công ty Tân Thuận chuyển nhượng đất giá thấp, gây nguy cơ làm thất thoát tài sản của nhà nước. Và việc chuyển nhượng đất không qua đấu giá là sai quy định pháp luật về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Trong việc này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Tất Thành Cang vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình xử lý công việc, vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh và các quy định pháp luật trong việc quyết định chủ trương hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp thuộc Thành ủy. Đạo Phật hay Phật pháp, Phật trong tâm thì đều hướng con người ta sống lương thiện, hòa nhã và biết yêu thương mọi người, kính hiếu ông bà cha mẹ, đấy cũng là lẽ sống mà con người ta cần làm. Cũng có thể là tự tâm con người thoát ra lòng lương thiện, hay con người ta được nghe qua Phật pháp khi lên chùa thỉnh an, và khi đó con người ta hiểu và sống theo lòng lương thiện. Thế nhưng lại có những người khoác trên mình chiếc áo cà sa hay áo thầy tu đại diện cho Đức Phật kính tôn, lại làm những trò ngược với lời Phật, phát ngôn ngông cuồng, không đúng sự thật, làm người dân cảm thấy bức xúc. Mọi người hãy theo dõi và xem nội dung sau. Những người ăn nói xà lơ, mang áo thầy tu đó là Thượng tọa Thích Chân Quang, Đại đức Thích Nhuận Đức bị cấm thuyết giảng, thuyết pháp không thể tùy tiện. Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có thông báo kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang bằng việc không được thuyết giảng dưới mọi hình thức trong thời gian 2 năm. Thông báo kỷ luật này ghi rõ, cùng với hình thức nêu trên, Thượng tọa Thích Chân Quang phải thu hồi tất cả các phái quy y Tam Bảo có nội dung tự sửa một trong năm giới không đúng với ngũ giới do Đức Phật chế trong giới luật Phật giáo, gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang xã hội, không đưa các bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang lên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian Thượng tọa Thích Chân Quang nhập thất sám hối tại Thiền Tôn Phật Quang. Thông báo số 244TB-HDTS-VB2 ngày 19 tháng 6 năm 2024 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu, trước đó một nhân sự Phật giáo khác là Đại đức Thích Nhuận Đức bị cấm thuyết giảng trong thời gian một năm. Theo thông báo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Chân Quang và Đại đức Thích Nhuận Đức là hai trong số mười mấy gương mặt thuyết giảng Phật pháp quen thuộc của Phật giáo Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây, với lượng người theo dõi trực tiếp và trực tuyến lớn, cũng như thông qua các video thuyết giảng trên mạng xã hội. Việc xử lý này của bộ phận chức năng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến từ việc mạng xã hội thời gian qua lưu truyền các clip phát ngôn, thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang và Đại đức Thích Nhuận Đức có nội dung sai với tôn chỉ, giáo lý, giáo luật Phật giáo. Những clip thuyết giảng này cũng được xem là đã vi phạm các quy tắc thuyết giảng của Ban Hoằng pháp Trung ương. Việc đưa ra hình thức kỷ luật này của Giáo hội Phật giáo cũng là để thực hiện nghiêm Thông tư 206/2020/TT-HDTS ngày 19 tháng 9 năm 2020 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn việc sinh hoạt của Tăng Ni, trong đó có việc sinh hoạt trên không gian mạng. Theo đó, Tăng Ni được quyền sử dụng không gian mạng để nâng cao kiến thức, tu học, nghiên cứu, tương tác, chia sẻ thông tin, phát huy tính mẫu mực đạo đức, lối sống của người xuất gia với các pháp lữ và tín đồ, cư sĩ và Phật tử. Tăng Ni sử dụng không gian mạng
không được thực hiện các hành vi phê phán pháp môn khác, tạo mâu thuẫn trong truyền thống tu học của Phật giáo Việt Nam. Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xuyên tạc lịch sử Phật giáo Việt Nam và tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chia sẻ cảm xúc và hình ảnh cá nhân, tương tác và các hành vi khác không phù hợp với giáo pháp. Thông tư 206/2020/TT-HDTS cũng quy định. Thuyết pháp được từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê định nghĩa là giảng giáo lý cho tín đồ trong những dịp nào đó, cũng như nhiều tôn giáo khác. Việc thuyết pháp thông qua việc giảng là hoạt động không thể thiếu trong sinh hoạt Phật giáo. Những bài giảng đó không chỉ là kiến thức học thuật, giáo giới, mà còn là những hướng dẫn thực tế về cách sống an lạc, biểu lộ lòng từ bi và tình yêu thương đối với cuộc sống. Đồng thời còn mang lại niềm vui và sự bình yên trong cuộc sống, trở thành nguồn lực để Phật tử thực hành thiền hàng ngày. Bởi vậy, nó đòi hỏi vị thuyết pháp không chỉ có sự thông thái mà còn cần đến trí tuệ để sự thông thái lan tỏa, đi được vào cuộc sống một cách lành mạnh, chân chính. Việc thuyết pháp hướng đến đông đảo đối tượng, bởi vậy càng không thể tùy tiện diễn dịch, chế tác hoặc thậm chí lồng các quan điểm, điểm nhìn xa lạ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới Phật giáo, ảnh hưởng tới việc nỗ lực tu tập để tịnh hóa ba nghiệp thân, khẩu, ý một cách thực sự ở mỗi Phật tử, mỗi tăng ni. Nhiều chuyên gia về tôn giáo có chung nhận định, việc xử lý kỷ luật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam với một số tăng ni, trong đó có Thượng tọa Thích Chân Quang và Đại đức Thích Nhuận Đức, là cần thiết và kịp thời để giảm thiểu việc tùy tiện, nhiễu loạn trong thuyết pháp, để việc thuyết pháp đi đúng giáo lý nhà Phật, không tạo dư địa ảnh hưởng đến nhận thức của Phật tử, người dân, cũng như không để các đối tượng xấu, các đối tượng thù địch lợi dụng công kích, hạ thấp uy tín của giáo hội, tăng ni, gây mất đoàn kết xã hội và tôn giáo. Một số chuyên gia đề xuất từ việc kỷ luật như trên cho thấy cần có những quy định chặt chẽ hơn cho công tác thuyết giảng để không tiếp diễn những tiền lệ mang tính tùy tiện như đã xảy ra. Thuốc đắng, chữa bệnh, bóng truyền trách nhiệm. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện số 280 về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan địa phương. Đây được xem như liều thuốc đắng chữa căn bệnh né việc, né trách nhiệm hay giới doanh nhân người dân vẫn thường gọi là căn bệnh bóng truyền trách nhiệm. Thật hài hước khi phải ví một đơn vị trong một cơ quan công quyền hay thậm chí một cơ quan công quyền là câu lạc bộ bóng truyền, thành viên câu lạc bộ đương nhiên là các vận động viên thứ thiện, có đấu pháp, có kỹ thuật cá nhân khá điều luyện, nhưng cách ví von đó lại có phần đúng. Điều đáng buồn là căn bệnh này đã lây lan trong và phát tác mạnh trong hệ thống cơ quan công quyền từ địa phương đến trung ương, từ miền ngược đến miền xuôi thời gian qua. Khi nhận việc khó từ người dân và doanh nghiệp hay các đơn vị trong hệ thống công quyền, thay vì bàn cách tháo gỡ, các cầu thủ tìm mọi cách để chuyền bóng mà không phạm luật, cố gắng một nhịp càng tốt. Và cứ thế A chuyển cho B, rồi B chuyển cho C, C tiếp tục chuyền, và đến khi nào đó bóng lại về điểm xuất phát. Việc tiếp theo là lại kiến tạo những đường chuyền đẹp mắt, cố gắng không phạm luật trong một hành trình không có hồi kết. Ví dụ sinh động về câu chuyện này là một doanh nghiệp của Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội mà tác giả từng chứng kiến. Số là từ trước khi sáp nhập Hà Tây năm 2008, doanh nghiệp được giao đất làm khu công nghiệp. Dự án đình trệ vì thay đổi địa giới, tiếp đó chờ quy hoạch. Khi có quy hoạch mới thì thay đổi chức năng khu đất và điều chỉnh dự án, vân vân. Dự án vắt qua nhiều đời lãnh đạo, qua nhiều cấp ngành, sở địa phương và nhiều luật trong vòng 17 năm, và doanh nghiệp thì rơi vào ma trận của các cầu thủ bóng chuyền. Công việc luẩn quẩn, chỉ có những tập văn bản thì ngày một dài lên. Vị doanh nhân ngày nào ngao ngán kể lại. Có lần lên gặp một lãnh đạo cấp sở của thành phố, anh này hỏi, chú bao nhiêu tuổi rồi? Vị doanh nhân trả lời, chú đã 68. Tiếp nhận tập tài liệu từ vị doanh nhân, anh cán bộ còn khá trẻ, thủng thẳng. Sao chú chưa nghỉ hưu để con cháu đi làm việc này? Không biết hàm ý vị cán bộ kia như thế nào, nhưng vị doanh nhân thì đáng lòng. 17 năm trước mình mới 51 tuổi. Khi tôi đặt vấn đề sao không đưa lên công luận thì nhận được cái lắc đầu. Thôi làm như vậy không khéo lại dở hơn. Tôi hiểu rằng người doanh nhân xuất phát từ quân ngũ đó chắc cũng giống như nhiều doanh nhân khác, chỉ còn biết lựa chọn sự im lặng và chờ đợi phép màu. Vì sao có tình trạng trên? Trong công điện của Thủ tướng đã chỉ ra nguyên nhân có cả khách quan và chủ quan. Về nguyên nhân chủ quan là nhận thức, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức trong chấp hành pháp luật, quy chế làm việc còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ chưa được quan tâm đúng mức. Tuy nhiên, trên thực tế còn có thể có nguyên nhân nữa, đó là một số cán bộ công chức trong xử lý công vụ đặt lợi ích cá nhân lên trên, coi đó là động lực thúc đẩy công vụ. Khi thấy việc dễ việc khó nhưng có lợi thì sốt sắng giải quyết đêm ngày, không phải truyền cho ai. Cụ thể như các quan chức dính chạm đã rất nhiệt tình trong vụ án chuyến bay giải cứu. Ngược lại, khi nhận việc khó, việc có ít hoặc không có lợi ích cho cá nhân,
cho nhóm lợi ích thì ngã ra, đùn đẩy, mà ví dụ điển hình mới đây nhất chính là câu chuyện điều hành thị trường xăng dầu và còn muôn vàn câu chuyện sinh động nữa. Thế mới xuất hiện nhiều loại văn bản mỹ miều, luôn luôn an toàn, đại loại, làm đúng theo quy định của pháp luật, thống nhất về mặt nguyên tắc. Doanh nghiệp phải phối hợp với đơn vị A, sở B, quận X để được hướng dẫn, rồi việc này đang được hỏi bộ nọ ngành kia. Thật là đúng, thật là kịp thời và tuyệt vời. Nhưng ôi, thử thực hiện các lời vàng ý ngọc này xem sao. Hãy thử đấy, nhiều doanh nghiệp khi nhận được các loại văn bản này ban đầu mừng rỡ hân hoan, nhưng một hồi nghiên cứu thì thấy hoa mày chóng mặt. Để ngăn chặn căn bệnh bóng chuyển trách nhiệm, ngoài các giải pháp nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ của cán bộ công chức, mạnh dạn luân chuyển, thay đổi vị trí với những người sợ né trách nhiệm, bổ sung hành lang pháp lý để cán bộ yên tâm công tác, cụ thể hóa quy trình, vị trí trách nhiệm đối với từng lĩnh vực mà công điện của Thủ tướng đã chỉ ra, chúng ta cần minh bạch hóa các quy trình giải quyết công vụ để người dân và doanh nghiệp được biết, giám sát. Đặc biệt, cần thiết phải có quy định về ngôn ngữ diễn đạt trong văn bản của cơ quan quản lý nhà nước phải rõ ràng, cụ thể, không sử dụng từ ngữ được hiểu theo nhiều cách, thậm chí khó hiểu. Kiên quyết trả lại và xử lý những tập thể cá nhân gửi văn bản không đúng địa chỉ vì sợ trách nhiệm. Bên cạnh đó, cần tăng cường các cơ chế để tiếp nhận thông tin, xử lý khiếu nại từ doanh nghiệp người dân, tạo hành lang để bảo vệ doanh nghiệp người dân khi phản hồi thông tin về cán bộ công chức. Trong trường hợp có thể, tập trung giải quyết và xử lý dứt điểm một vụ việc nổi cộm điển hình về sự né tránh, đùn đẩy trách nhiệm để thấy được quyết tâm của chính phủ. Khởi tố nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Thưa quý vị, ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tại cuộc họp báo, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Lâm Đồng và một số địa phương, ngày 30 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị thi hành các lệnh quyết định trên. Về vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 23 bị can, sẽ tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Đối với vụ công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can. Bị can mới nhất đã khởi tố bắt tạm giam Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Về kết quả điều tra vụ Tập đoàn Thuận An, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 12 năm 2023, tập đoàn này đã trực tiếp hoặc liên danh tham gia trúng 32 gói thầu tại 16 tỉnh thành với tổng giá trị hơn 23.000 tỷ đồng. Đặc biệt giai đoạn 2022-2023, tập đoàn đã trúng nhiều gói thầu với giá trị trên 18.000 tỷ đồng. Đến nay, nhiều bị can đã khai báo thành khẩn, chi tiết, làm rõ bản chất vụ án. Bộ Công an kêu gọi những ai có sai phạm liên quan đến vụ án này cần sớm trình báo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết. Liên quan đến vụ Tập đoàn Thuận An, từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ theo quy định tại khoản 3, điều 222 và khoản 4, điều 364 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội đưa hối lộ quy định tại khoản 4, điều 364 Bộ Luật Hình sự. Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 222 và đưa hối lộ quy định tại khoản 4, điều 364 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Thảo, Giám đốc và Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ quy định tại khoản 3, điều 222 và khoản 4, điều 354 Bộ Luật Hình sự. Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban Quản lý Dự án tỉnh Bắc Giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3,
Điều 222 Bộ Luật Hình Sự. Công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, Thuận An Group, tiền thân là Công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Thuận An, được thành lập từ năm 2004 do Nguyễn Duy Hưng làm chủ tịch. Thuận An Group được biết đến là tập đoàn chuyên về lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo, kinh doanh và đầu tư bất động sản. Khiếp, phụ huynh cả nước xếp hàng tới nửa đêm kiếm chữ cho con, nhà trường đóng cửa ngủ kỹ, Bộ Giáo dục giả mù xét tuyển theo cơ chế phong bì, triệu dân tha thiết mong tổng trọng vào cuộc. Thưa quý vị, thật không thể tin nổi, phụ huynh chen chúc nhau dưới cây nắng Hà Nội, thức xuyên đêm chầu trực, thậm chí ngất xỉu vì nộp hồ sơ cho con đi học. Những hình ảnh tưởng chừng chỉ có trong thời bao cấp lại hiện hữu trước những cổng trường thời 4.0. Khiếp thay, các trường phổ thông có tiếng trên địa bàn lại không tuyển sinh theo cách bình thường mà lại ưu tiên những người đến sớm để nhận hồ sơ cho con học, khiến nhiều người cảm thấy bất công. Thậm chí không có thông tin đầy đủ về điều kiện nộp hồ sơ, ngày giờ nộp phát số, phương thức tuyển sinh cụ thể, còn điểm chuẩn thì nhảy số nhanh như thị trường chứng khoán. Số học sinh đạt chỉ tiêu yêu cầu thì lại bị nhà trường trả hồ sơ vì hết chỉ tiêu. Nhà trường công bố nhận hồ sơ từ 7:30 nhưng đến 7 giờ đã hết số. Có chăng thầy cô đã trắng đêm làm việc? Hàng loạt nghi vấn đặt ra, cùng lúc cũng phát hiện nhà trường lén lút đêm hôm phát số thứ tự. Nếu nói không bờ ám thì liệu khó ai tin? Vậy những người được nhận trước phát số có chăng là đi bằng đường phong bì hay là quan hệ vào trường? Như thế này có gọi là công bằng? Hãy cùng làm rõ ngay sau đây. Câu chuyện xếp hàng để nộp hồ sơ nhập học cho con không chỉ đẩy các phụ huynh vào tình thế mệt mỏi về thể chất mà còn cạn kiệt về tinh thần. Mới đây, khi các trường như là Trung học Phổ thông Phan Huy Chú, Trung học Phổ thông Hoàng Cầu hay Trung học Phổ thông Tạ Quang Biểu Hà Nội đã ra chính sách tuyển sinh độc lạ khiến cả nước bức xúc. Và điều khiến cha mẹ học sinh lên tiếng là các nhà trường không công bằng trong tuyển sinh. Thậm chí nhiều người cho biết số phụ huynh được gọi vào trường không khớp với chỉ tiêu nhà trường còn thiếu, nghĩa là có thể chuyển luôn hồ sơ không qua xếp hàng. Theo nhiều độc giả, thay vì xét tuyển theo kiểu mạnh ai người lấy được, nên chăng các trường xét tuyển trực tuyến, xét điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Bởi nếu việc xét tuyển không công khai, minh bạch sẽ khiến nhiều học sinh dù đủ điểm cũng vẫn có nguy cơ thất học. Độc giả Hành Phạm, trường thông báo còn 200 suất xét tuyển bằng điểm sở, thế nhưng là chỉ phát lén lút đêm hôm đến số 86 là dừng. Vậy còn 114 trường hợp còn lại là đi bằng đường nào để vào trường? Đề nghị thanh tra toàn diện trường này để xem xét tất cả những học sinh được tuyển vào năm nay và cả những năm gần đây có đạt điểm chuẩn như nhà trường công bố hay không? Hay năm nào cũng đều có đường đi riêng như năm nay? Độc giả Lam Cao, vì sao nhà trường thông báo tiếp nhận hồ sơ từ 7:30 đến 11 giờ mà đêm đến trước 7 giờ đã hết số thứ tự? Ai lại làm việc ban đêm nên những học sinh bốc số từ trước 7:30 sáng phải được xem là không hợp lệ? Bộ Giáo dục cần xem xét lại cách xét tuyển của các trường, làm như trên là không công khai minh bạch, không văn minh và không nhân văn, khiến nhiều người không phục, gây bức xúc dư luận. Trường tự chủ về tài chính nhưng lại xét tuyển theo cơ chế xin cho, độc giả Forrest Gump. Theo độc giả Tiệp Smartphone Bùi, tiêu cực trong tuyển sinh khó tránh khỏi, trường Phan Huy Chú công khai tuyển 230 học sinh mà chỉ nhận 80 hồ sơ, còn 150 học sinh nữa tuyển ở đâu ra, nhận hồ sơ từ bao giờ đến bao giờ. Quyền được học tập bình thường của học sinh đang bị bóp méo quá nhiều, nên hạn chế trường dân lập, mở rộng trường công lập ra để đáp ứng được chỗ ngồi học của học sinh. Không nên đẩy quá nhiều cháu ra trường dân lập vì cha mẹ các cháu không có sức nuôi. Trường dân lập ở ngoại thành mà chi phí học 2 buổi của một học sinh dân lập cấp 3 khoảng 7 triệu đồng một tháng, trong khi bố mẹ đi làm hơn chục năm ở nhà nước cũng chỉ được hơn 7 triệu đồng một người. Độc giả Nguyên Ngọc. Còn theo độc giả Khanh Nguyễn, xếp hàng nộp hồ sơ kiểu ai nhanh chân người đó được rất dễ phát sinh tiêu cực, nên nhận hết hồ sơ rồi xét theo điểm từ cao xuống thấp thì mới công bằng chứ. Chị TTKH, một trong những phụ huynh nộp hồ sơ không thành công vào trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú: "Tôi hoàn toàn không biết việc nhà trường nhận hồ sơ theo thứ tự, ai đến trước được trước. Trước hết, đây là sự chủ quan của cá nhân tôi và nhiều phụ huynh khác khi không tìm hiểu về cách thức tuyển sinh của nhà trường. Gia đình tôi cũng như nhiều gia đình mặc định rằng trường sẽ xét hồ sơ theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp nhằm chọn được các học sinh tốt nhất, xứng đáng nhất. Tuy nhiên, trong thời đại 4.0, tôi thực sự ngỡ ngàng khi một ngôi trường chất lượng cao ở trung tâm của Hà Nội vẫn còn giữ cách tuyển sinh cũ kỹ, thiếu công bằng bằng hình thức ưu tiên người nhanh chân xếp hàng giữ chỗ." Trả lời phóng viên, bà Cao Thanh Nga, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú cho biết, theo kế hoạch, trường thu hồ sơ từ 7:30 ngày 4 tháng 7, nhưng nhiều phụ huynh đến từ ban đêm. Mặc dù đã có lực lượng an ninh làm công tác trật tự,
nhưng tình trạng ùn ứ diễn ra khiến nhà trường phải phát số sớm từ 5 giờ để phụ huynh vào trường. Số lượng số thứ tự có hạn tương ứng với chỉ tiêu tuyển sinh, do đó người đến muộn là hết cơ hội. Cũng theo bà Nga, chỉ tiêu tuyển sinh được duyệt của nhà trường ít hơn công bố trước đó và luôn ít hơn nhu cầu của phụ huynh. Năm nay trường xin chỉ tiêu 380 nhưng được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội duyệt 350. Sau khi trừ đi số học sinh tuyển thẳng bằng học bạ, trường chỉ còn 200 chỉ tiêu. Về câu hỏi tại sao nhà trường không lấy điểm từ cao xuống thấp kèm thêm tiêu chí phụ để tuyển sinh để đảm bảo công bằng cho thí sinh. Tránh trường hợp ai nhanh chân thì được, bà Nga cho biết phương án này nhà trường đã từng nghĩ đến nhưng không thể thực hiện. Khi lấy điểm từ cao xuống thấp, nhiều em đủ điều kiện vào trường nhưng sau khi đỗ vào trường công lập khác lại rút hồ sơ, dẫn đến nhà trường hụt thí sinh. Vì vậy, để đảm bảo số lượng đầu vào, nhà trường đành phải thu hồ sơ theo cách thức như hiện tại. Bà Nga cho hay, là một độc giả, đồng thời là một phụ huynh trải nghiệm cảnh xếp hàng, chị Nguyễn Hồng Giang chia sẻ. Tôi cũng là một trong những phụ huynh xếp hàng sáng sớm nay từ 6 giờ mà cuối cùng cũng không được nộp hồ sơ cho con. Tôi thực sự thất vọng vì cách làm việc của một cơ sở giáo dục mà được coi là uy tín và được nhiều người kỳ vọng. Điều này không chỉ khiến các phụ huynh mất đi niềm tin vào các cơ sở giáo dục công, mà còn cướp mất tương lai của nhiều em khi mới 15 tuổi.